Xin chào các bạn, mình là Đạt, mình là JVI Japan Music và trên tay mình ngày hôm nay là cây American Professional High Jazz Bass. Cái Fender Jazz Bass này là phần body, phần gold order và phần neck và mặt fretboard là gỗ maple. Nó được trang bị cho mình V-mod 2 pickup và high mass vintage saddle bridge. Và sau đây là phần demo tính của mình. Fender American Professional High Jazz Bass của mình. Nếu các bạn hứng thú với cây đàn này thì hãy ghé ngay JVI Japan Music để có thể tự mình trải nghiệm cây đàn này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.